tên cướp bị cô gái lừa khóa cửa nhốt trong nhà. Chị Kê dù bị đe dọa nhưng vẫn bình tĩnh lừa tên cướp ở bên trong, rồi chạy ra ngoài khóa trái cửa, chi hô để hàng xóm cùng lực lượng chức năng đến bắt giữ. Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1989, ngụ tại xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Chiều ngày 17 tháng 8, Nghĩa xông vào nhà chị Trần Thị Kim Pê, sinh năm 1984, ngụ tại xã Phú Hội, dùng dao Thái Lan, dựa sắt và ống tuy sắt đe dọa, yêu cầu chị Pê phải đưa số tiền 50 triệu đồng. Lúc này, chị Pê nói với Nghĩa trong nhà không có tiền nên sẽ sang nhà người quen để lấy tiền. Nghĩa đồng ý, vì vừa thoát được ra ngoài, chị Pê đã khóa trái cửa rồi chạy sang chi hô hàng xóm đến giúp đỡ. Lúc này, công an xã Phú Hội đang tuần tra gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ bắt giữ Nghĩa cùng tang vật. Công an xã đã bàn giao đối tượng cho công an huyện Nhân Trạch để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.